Thậm chí chỉ đã chỉ không tan rồi mà còn may đại khái là những cái nốt may rất là xấu ở bên trong nữa. Và cách đây 2 ngày bác sĩ Long phải xử lý lại một cái trường hợp mí mắt làm không đúng kỹ thuật. Và các bạn sẽ thắc mắc là nếu làm không đúng kỹ thuật thì nó sẽ như thế nào. Thì đây là hình ảnh. Chúng ta thấy rằng trên cái mí này nó có nổi một cái cục, nổi lên giống như là mụn nhọt á, mà nó đỏ lên. Cả hai mắt đều nổi lên từ 1 tới 2 cục giống như là nhọt màu đỏ, nó ửng đỏ lên. Và người ta lấy tay người ta nhấn lên nó bị đau. Thế thì khi đến bác sĩ Long khám và bác sĩ Long xác định ngay là bên trong nó có chỉ phẫu thuật ở bên đó. Và chỉ này người ta đã dùng cái chỉ rẻ tiền, chỉ không tan, cho nên là nó mới có những cái hiện tượng như vậy. Thậm chí chỉ đã chỉ không tan rồi mà còn may đại khái là những cái nốt may rất là xấu ở bên trong nữa, cho nên nó mới có hiện tượng đó. Sau một thời gian người ta bấm mí về là nó bị viêm mí mắt. Và như vậy thì bệnh nhân, khách hàng sau khi bấm mí xong, đối với người này là họ không thể nào chịu nổi, họ bị đau ở phần mí mắt, khi nhắm mắt cũng đau mà mở mắt cũng đau, rồi khi đi sinh hoạt bình thường hàng ngày nó vẫn đau, và có những thời điểm mà nó nổi lên, nó bóng đỏ lên, và cuối cùng không chịu nổi đến bác sĩ Long để xử lý. Thì nhìn vào là bác sĩ Long xác định ngay đây là một cái trường hợp làm sai kỹ thuật, và bác sĩ Long đã xử lý cái trường hợp mí này.